Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DaVinci Dev Channel, khóa học lập trình GRPC với Go. Thì ở video trước mình đã giới thiệu cho các bạn để mà làm cách nào để mình có thể viết file roto, gen code từ file roto đó và xây dựng một cái code server, chạy một cái server từ cái file roto mình build ra được. Thì ở video này mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý đạo hữu cách làm thế nào để mà mình có thể dựng lên, viết code một cái client connect tới cái server mà mình đã dựng ra. Và hiện tại thì chưa có cái API nào để mình có thể test hết, nhưng mà mình cứ dựng trước client đó, rồi để tới video kế tiếp nữa mình sẽ giới thiệu cho quý vị đạo hữu là làm thế nào để define một cái API rồi gọi qua lại giữa server client chơi, thì lúc đó tha hồ mà test ha. Thì mình cũng tạo một cái file client.go bucket main và fun main. Thì để mà connect được với GRPC thì mình sẽ cần một cái client connection này để mình có thể connect được tới cái service của mình ha. Cái target ở đây chính là cái địa chỉ của service mà mình chạy, đây nó sẽ là 5.0.0.69. Cái dial option này nó chính là các bạn phải hiểu là GRPC nó recommend cho mình lúc mà mình sử dụng là mình nên sử dụng một cái giao thức secure SSL để mình gọi qua lại với nhau để data nó được bảo mật, đó là vì cái sự an toàn. Thì hiện tại mình chưa có làm cái vụ SSL đó, mình sẽ để lại cho ở những cái video phía sau khi các bạn đã tìm hiểu hết được tất cả những cái API, các loại API trong GRPC rồi, mình sẽ nói tới cái phần connect SSL này. Hiện tại chưa có thì mình sẽ sử dụng một cái kết nối insecure để là nó không bảo mật. Rồi, xử lý cái error này. Rồi. Và các bạn lưu ý, cái connection này khi mà mình xài xong rồi mình sẽ phải đóng lại. Thì trong Go nó có cái từ khóa defer. Đó. Rất là hay ha. Các bạn nhìn vô thì các bạn sẽ thấy nó hơi rối rối. Nhưng mà cái này rất là hay. Rồi, xíu nữa giải thích luôn. Rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ tạo các client. Thì sẽ bằng là calculator client, new calculator service client. Và mình truyền cái connection của mình vào. Rồi, vậy thì bây giờ nó sẽ cái thằng client này sau này nếu mà mình có những cái API rồi mình sẽ gọi ra, mình sẽ chấm ra mình gọi ví dụ như API A, API B hay API C gì đó và nhận được cái data tương ứng. Bây giờ mình chưa có thì tạm thời mình sẽ lock cái thông tin của nó ra cho mọi người xem trước thôi, lock ra để cho nó không có bị báo lỗi ở đây. Service client truyền vào cái client. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái defer này. Cái defer này nó giống như là cái finally ở trong Java đó, bạn try bạn catch xong rồi cái nó luôn luôn nó nhảy tới cái dòng finally, cái dòng cuối cùng. Thì cái thằng defer này nó sẽ chạy luôn luôn chạy khi mà cái hàm nó kết thúc. Nhưng mà cái hàm này khi mà nó kết thúc rồi thì nó sẽ chạy cái hàm cái defer này khi mà nó kết thúc nó tới đây rồi nè đó, nó kết thúc rồi thì nó mới chạy cái hàm defer này, nghĩa là cái hàm defer này chạy cuối cùng luôn, nó chạy sau cái lệnh return của các bạn luôn. Mày nhớ nha, nó chạy sau cái lệnh return của các bạn luôn á. Thì cái connection này nó cần phải được đóng lại. Đó, khi mà mình chạy xong cái service của mình rồi thì mình phải đóng cái connection này lại. Thì cái hàm defer làm nhiệm vụ đó. Rồi. Cái calculator service của mình này, đó, các bạn nhìn có thể vào trong code này các bạn có thể thấy được nè, đúng không? Đó, cái service client này. Thì khi mà các bạn bắt đầu định nghĩa API thì ở đây nó sẽ gen code ra cái service client của mình. Đây, mà mình có thể gọi vào
có thể gọi vào để mà mình có thể connect được với cái server. Thì cái việc mà con mà cái việc mà gọi lên server là tất cả cái code JSON hết cho mình luôn, mình không có quan tâm, mình chỉ gọi lên và lấy kết quả trả về thôi. Nó giống y như cái việc là mình gọi code từ từ cái hàm này qua mình gọi gọi cái hàm mà mình nhận kết quả trả về thôi, chứ nó không có giống như là phải setup cái gì khó khăn phức tạp cả. Thì cái việc mà client gọi lên server nó là một cái action giống như là một cái blocking action, nghĩa là nó sẽ gọi lên nó chờ kết quả trả về. Còn trên server xử lý cái server này nè, xử lý ở đây khi mà mình bắt đầu định nghĩa những cái API thì tất cả những cái API được xử lý bất đồng bộ, nó nên là non blocking, nghĩa là cứ nó gọi lên là nó sẽ được đẩy ra một cái như là một cái thread mới, một cái task mới nó để nó xử lý á. Nên là cứ request lên là được xử lý, request lên là được xử lý. Còn lại thì nó là blocking ha, gọi lên chờ kết quả trả về. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử thôi. Oh, run. Run.go. Rồi, nó in ra được cái đoạn run này của mình rồi. Rồi bây giờ thì mình phải copy cái đoạn này, cái đoạn lệnh này mình đã bỏ cho cái mac file của mình, run client của mình, copy mình bỏ vào đây để lần sau mình chỉ cần gõ là go, xin lỗi, là mac run client là nó chạy cái lệnh này cho mình không cần phải gõ dài dòng đường dẫn này kia nữa mà phiền nó. Rồi thì ở video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để implement một cái API ở trong cái JDBC này, và mình sẽ viết lần để mà mình test luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Nhớ thấy có vấn đề gì hay hay ho quá hay là gì đó thì để một cái comment nhẹ ở phía bên dưới và cho mình một like, một subscribe, share cho mọi người cùng biết để mọi người cùng có thể có mức lương 1.000 đô giống như mình. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.